Kính thưa quý vị, hôm nay các em thiếu nhi của trường Việt ngữ Lạc Hồng Everest là lớp mẫu giáo và lớp 1 xin kính gửi đến quý vị một những nhạc phẩm rất là dễ thương, nói về nhiều nhất là nói về mẹ. Thì hy vọng rằng các em sẽ tạo cho quý vị một niềm vui thật là vui trong ngày lễ Phật đản hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thầy và quý Phật tử, nhân dịp lễ Phật đản, chúng con quý mến Mỹ Uyên, Lê Khanh và Chí Chiến xin thiên chúa ba người với một điều mong ước khi đi từ bao xa vòng. Quý vị thấy các em chúng tôi vui không? Quý vị có nghe muốn nghe một lần nữa không? Khi rồi ở chợ Tết các em, quý vị đòi hát một lần nữa thì chợ Tết phải cho lì xì. Bây giờ bữa nay không biết phải cho gì ha. Có đi chơi 2, 3. Kính chúc ba người với một điều mong ước khi đi chủ mau ra cầu. Kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Sau đây chúng con xin kính gửi tặng quý vị một bài thơ. Một ngày Phật đản thật tuyệt vời, chùa nhiều sư âm nhạc của biển khơi, của tình đất nước hồn dân tộc. Xin mời Phật tử hát cùng tôi, hát cho lớp trẻ thấm tình người. Chọn đường đi đến tuổi đôi mươi, âu ơ cô hát siêu tình mẹ, tiếng trên cầu mãi ở trên môi. Nam mô A Di Đà Phật. Và sau đây các em xin kính tặng quý vị nhạc phẩm Lòng Mẹ.